Tổ sư Ấn Quang khai thị về danh hiệu Quang Thế Âm Bồ Tát và Thần Chú Đại Bi. Tập 1. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, sưu tập Tỳ Kheo Thích Giác Nhàn. Lời mở đầu. Nếu có chúng sinh nào cung kính lễ lạy Quang Thế Âm Bồ Tát thì phước đức chẳng luống mất. Cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quang Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý, nếu có người thọ trì danh từ của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trong đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang, ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô tận ý thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói, nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quang Thế Âm Bồ Tát, nhận đến một thời lễ lạy cúng dường, thì phước của hai người đó bằng nhau không khác. Trong trăm nghìn ức kiếp không thể cùng tận. Vô tận ý, thọ trì danh hiệu Quang Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế. Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cụ Ma La Thập. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Trích dẫn phẩm Quang Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa. Lời tựa của Liên Tông Thập Tam Tổ Ấn Quang Pháp Sư. Lời tựa bộ Tân Biên Quán Âm Linh Cảm Lục, năm Dân Quốc 18, 1929. Quang Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu, từ bi rộng lớn. Vì thế, phần thân trong các cõi nhiều như số vi trần, tùy loại hiện hình tầm thanh cứu khổ, độ thoát chúng sanh. Nhưng đối với thế giới ta bà, Ngài lại càng nghĩ thương xót trọn khắp, tha thiết, cứu vớt chẳng sót. Huống chi trong những năm gần đây, nhân dân hằng ngày gặp cảnh hoạn nạn, dù muốn trốn tránh, quả thật cũng không có chỗ nào để lánh mình được, mà cũng chẳng có cách nào trốn tránh được. Bởi thế đạo nhân tâm gần đây đã bại hoại đến cùng cực. Ngay như đại ân sanh thành nuôi dạy của cha mẹ, vẫn cứ công khai đề xướng bỏ đi lòng hiếu, và coi giết hại cha mẹ là chuyện đại nghĩa diệt thân. Người dân sống trong cõi đời này chẳng đáng thương ư? Do vậy, phàm những ai có chánh chí kiến, không ai chẳng nghiên cứu Phật học, tu trì, tịnh nghiệp để cầu thoát lìa đời ác ngũ trực này, mau được dự vào liên trì hai hồi, ngõ hầu vĩnh viễn lìa mọi sự khổ, chi hưởng các sự vui. Trong thời thế này, Quang Thế Âm Bồ Tát đặc biệt dấy lên lòng đại từ vô duyên, vận lòng đại bi đồng thể. Trong đủ mọi khổ nạn, đủ lòng nghĩ nhớ, bảo vệ, che chở. Xưng hồng danh của Ngài, gặp dữ sẽ hóa lành, gặp nạn lại trở thành điều may mắn, làm sao kể xiết. Những sự tích Bồ Tát cảm ứng đã được ghi chép thấy rải rác khắp các sách. Những sách chuyên ghi chép thì có bộ Quán Âm Tự Lâm Tập của Ngài Hoằng Tán, Quán Âm Trì Nghiệm Ký của ông Châu Khắc Phục, Quán Âm Linh Cẩm Lục của ông Vũ Tích Âm, Quán Âm Bổn Tích Tụng của ông Hứa Chí Tịnh, Quán Âm Linh Nghiệm Kỷ của ông Nhiếp Văn Đài. Đều là những sách do được thấy nghe rồi bèn ghi lại. Cư sĩ Lý Viên Tịnh lại tổng hợp từ
tất cả các sách nói trên, soạn thành một tác phẩm, đặt tên là Tân Biên Quán Âm Đính Cảm Lục, có thể gọi là tập hợp tất cả những chuyện linh cảm của Đức Quán Âm, là chỗ y cứ cho hết thảy những người tín phụng trì niệm. Tuy nhiên, cần phải biết vì sao Đức Quán Âm có thể linh cảm như thế. Ấy là vì Ngài xoay được tánh nghe để nghe nơi tự tánh và chiếu soi ngũ uẩn điều không. Đọc bộ sách này rồi, có thể chí thành khẩn thiết niệm hồng danh của Quán Âm Đại Sĩ, niệm đến khi niệm cực tình vong, thì bản thể của hết thảy phiền não ác nghiệp đều là không. Ngó lại hết thảy cảnh duyên sướng khổ đều là chẳng thấy được. Trong cái chẳng thấy được ấy, chẳng ai gì hưng lòng từ, vận lòng bi, tùy cơ tiếp dẫn. Lấy tâm của Đức Quán Âm làm tâm mình, lấy sự nghiệp của Đức Quán Âm làm sự nghiệp của mình, làm cho khắp hết thảy chúng sanh đang chịu khổ cùng được gọi ân trạch của Đức Quán Thế Âm, để rồi trong đời vị lai sẽ cùng hành đạo Quán Thế Âm xoay vần cứu độ vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Nguyên Hạ. Mùa thu năm Kỷ Tỵ, Tàm Quý Tăng Thích Ấn Quang kính cẩn đệ tựa. Một lá mã. Người niệm Phật cần niệm kèm thêm thần chú Đại Bi. Khai thị số 1. Từ khi đến Linh Nham, bất cứ danh lam thắng kinh nào tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ muốn vãng sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú Đại Bi để làm căn cứ tự lợi lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm chủ trì chùa nào cả. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tám Biên Nguyện Một, Đại Sư Tự Thuật. Khai thị số 2. Còn như ai nghiệp chướng nặng nề, thảm sân lừng lẫy, sức yếu tâm khiếp nhược, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các chứng bệnh đều sẽ tự khỏi. Phẩm Phổ Môn nói: nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát liền được lìa khỏi. Niệm Phật cũng thế, nhưng phải tận tâm kiệt lực, không còn ngờ Phật thì chẳng cầu gì không được. Quán Âm có nhân duyên lớn với ta bà, ngoài việc niệm Phật ra, chỉ thêm danh hiệu Quán Âm cũng được, hoặc kim trì các chú Lăng Nghiêm, Đại Bi, vân vân cũng đều được cả. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Quảng Chánh Biên Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ Ít Ở Vĩnh Gia, lá thư số 5. Khai thị số 3. Này sống tại chỗ thường có phi cơ bay tới, hàng ngày tụng chú Đại Bi, niệm Phật, niệm Quán Âm. Nếu chẳng dám ở lại trốn sang phương xa, há chẳng khiến cho kẻ khác chê cười ư? Quan chỉ chơi chọi một thân, đi hay ở đều chẳng ăn nhầm gì, huống chi còn có chuyện Hoàng Hoa Xã phải lo liệu. Quan tuy chẳng phải là chủ trì chùa, nhưng mọi chuyện đều nhờ quan làm chủ. Chủ nhân đi vắng, nếu những người khác cũng đi luôn,
thì công chuyện sẽ thành bổ phế, ảnh hưởng rất lớn đến chuyện lưu thông kinh sách, có ích cho đời, cho người. Nếu đại kiếp đối đầu, mọi người đều cùng chết sạch hết, quan cũng sẽ cùng chết với họ, thì cũng là đáng phân vậy. Ngày mùng 4 tháng 8 năm Dân Quốc 26, 1937. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tạm Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Biên Vô, lá thư số 1. Khai thị số 4. Người niệm Phật cũng không phải là không được trì chú, nhưng chủ và chợ phân minh thì chợ cũng quy về chủ. Nếu cứ chẳng lăng không phân biệt, coi điều như nhau, thì chủ cũng không phải là chủ. Chuẩn đề và đại bi nào có hơn kém? Nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh. Tâm không chí thành, pháp nào cũng không linh. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, lá thư số 1. Khai thị số 5. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh. Hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói tờ hồ nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói suông, hoàn toàn chẳng dùng được mảy may gì. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyễn Thường, thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu, bà lá thư. Khai thị số 6. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra, hề lúc nào rảnh thì niệm Phật chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyễn Thường, thư trả lời cư sĩ Dương Hữu Duy, năm 1937. Khai thị số 7. Nay gửi cho thần tu và định ái hữu chinh, mỗi người một bảo cho hương đại bi. Cho này đã giá trị hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến. Đừng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phòng tính đã trì tụng chú Đại Bi đến 6-7 ngàn biến. Một bảo cho này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng một phần 20 lượng cho ấy bỏ trong chân lớn, dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, đợi cho chất cho lắng xuống, đem nước ấy đổ vào trong bồ hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi, nên pha ít đi, không cần phải uống một phần 20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành, sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bệnh. Một là vì chẳng chịu cất tay, nhấc chân làm chuyện gì.
huyết mạch không thông suốt. 2. Là vì ăn nhiều các món huyết nhục. Nếu gặp phải món có chất độc thì hoàn toàn chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc, nhưng do lúc nó bị giết, hận tâm kết lại, nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày, ác sẽ phát ra thành ghẻ, thành bệnh. Bà Trầm nhà họ Trương chịu để cho thần tu kiên giết ăn chay thì bệnh đờm sẽ được lành ngay. Số cho còn dư nên để thờ ở phía dưới khám thờ Phật hoặc treo nơi cao ráo sạch sẽ để phòng khi bất ngờ cần đến và tùy tiện dùng để cứu giúp những chứng bệnh nguy hiểm, chớ nên khinh nhờn. Chất cho đã đem dùng để hòa nước sông hãy nên trộn với nước chát lên nóc nhà để tỏ lòng kính trọng. Đây chính là nước đã bị khô, có thể gửi đi phương xa, có thể giữ lâu năm được. Ở chỗ ông, nếu không phải là chứng bệnh cực nguy hiểm, đừng đem cho. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Quang Sao Tục Biên Nguyên Thường. Thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên, bốn lá thư, năm 1936. Khai thị số 8. Một pháp niệm Phật không điều mong cầu nào chẳng được ứng nghiệm, chứ nào phải chỉ cầu mưa, cầu lành bệnh mới có linh nghiệm. Một câu Phật hiệu bao quát giáo pháp của cả Đại Tạng chọn chẳng còn sót gì. Người tu tịnh nghiệp có các loại chuyên tu hay viện tu khác nhau. Ví như thuận nước căng bồm, càng lại dễ đến đích. Cũng như ăn cơm, chỉ ăn cơm suông, ăn cơm trắng không có thức ăn cũng có thể đỡ đói, mà có ăn kèm thêm các món thức ăn cũng chẳng phải là không được. Nếu chuyên niệm Phật chẳng chỉ chú thì được, chữ chuyên niệm Phật rồi đã phá trì chú lại không được. Huống hồ vạn sinh chú vốn là chân hành cho pháp môn tịnh độ ư? Người niệm Phật thật sự chuyên nhất niệm Phật thì thành Phật còn có thừa. Tu hành cố nhiên coi chuyên nhất là quý, nhưng người chân thật niệm Phật hãy niệm thêm Quán Âm thì cũng có thể giúp cho việc niệm Phật. Vì sao vậy? Phật độ chúng sanh vẫn cần Quán Âm phụ giúp thực hiện. Huống chi chúng ta thường cầu hạ hóa, kim niệm Quán Âm há có lẽ nào chẳng được. Lời ông hỏi đều là chẳng hiểu lý, nên trở thành cái thấy hẹp hòi, chỉ thấy một phía, chẳng biết còn có một phía khác. Thế đạo hiện nay là thế đạo hoạn nạn. Quán Thế Âm, Đại Từ, Đại Bi, tầm thanh cứu khổ. Hãy nên ngoài lúc niệm Phật ra, niệm thêm Quán Âm. Nếu có thể chí thành khẩn thiết, sẽ tự được nhờ ơn Ngài che chở. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tạm Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Trác Chi Lập, lá thư số 3. Khai thị số 9. Trong thời kỳ này chỉ nên sốt sắng tu trì, chớ nên nghiên cứu chẳng lăng, bởi sống chết còn mất đã ở ngay trước mắt. Nếu chỉ nghiên cứu chẳng lăng,
Về mặt gieo thiện căn thì có, nhưng nơi liệu sinh tử thì không. Ngoài niệm Phật ra, hãy niệm kèm thêm thánh hiệu Quán Âm để cầu ngừng chiến khỏi nạn. Ắt cần phải có lòng thành như cứu độ cháy thì mới có cảm ứng được. Dẫu vận nước chẳng thể xoay chuyển được ngay, nhưng chính mình chắc chắn được tam bảo gia bị, gặp nguy hiểm vẫn bình yên. Tuy tôi châu bị ném bom nhiều lần, có người khuyên quan đi chỗ khác, nhưng quan nghĩ sống chết có mạng, so với chuyện bị kinh sợ trên đường đi, sao bằng ở yên bất động, bị trúng bom chết yên vui. Vì thế, nhất loạt dùng lý do này để từ khước. Hằng ngày chỉ niệm Phật, niệm Quán Âm, niệm chú Đại Bi để làm căn cứ hộ quốc, hộ dân, bảo vệ chính mình. Nếu như định nghiệp có thể trúng chánh, bị trúng bom chết sẽ liền vãng sanh, đây cũng là điều mong mỏi vậy. Chỉ chẳng nghe lời khuyên bỏ sang nơi khác, bởi đấy là đã khổ còn chồng thêm khổ. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Trịnh Phỉnh Nam, năm 1937. Khai thị số 10. Phật là đại y vương, chỉ khắp những bệnh thân tâm sinh tử cho chúng sanh. Nhưng đại bệnh sinh tử do tâm khởi, nên trước hết phải lấy trị tâm bệnh làm điều kiện tiên khởi. Nếu có thể tu trì theo đúng pháp thì thân bệnh cũng sẽ nhờ đó mà được trị lành. Thân bệnh có ba thứ: một là túc nghiệp, hai là nội thương, ba là ngoại cảm. Trong ba thứ bệnh này, chỉ có túc nghiệp là khó trị. Nếu có thể dốc lòng thành, cạn lòng kính, phát đại bồ đề tâm, từ lời lời tha, niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để siêu độ những quan gia đối đầu đã bị người bệnh hãm hại trong những đời trước. Nếu họ, tức những quan gia đối đầu ấy, liệt khổ được vui, thì người bệnh sẽ tiêu nghiệp lành bệnh. Họ chẳng những không còn quấy phá, mà trái lại còn cảm thấy ơn siêu độ, nên sẽ âm thầm phù hộ. Phạm những ai mắc bệnh này và những người chữa trị bệnh ấy đều không thể không biết đến nghĩa này. Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về thuốc men, nhưng rất mong cho người đời đều không bệnh tật. Hàng ngày chỉ chú Đại Bi gia trì vào nước sạch. Có người mắc bệnh ngặt lâu ngày, thầy thuốc bắc, thuốc tây đều chẳng chữa được. Tôi cho người ấy uống nước đã được trì chú Đại Bi, dạy người ấy kiên giết, bảo vệ sinh mạng, ăn chay, niệm Phật và niệm Quán Âm. Nếu thật sự chí thành, sẽ lập tức xoay chuyển được tình thế, không lâu sau tự lành bệnh. Dẫu chẳng thể lành ngay, quyết cùng chẳng lẽ nào bị bệnh nặng thêm, lại còn có thể tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, lại chẳng tổn kém chi. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Nguyên Hà, lá thư nêu tỏ ý nghĩa ẩn kính của việc học nghề y, năm 1938. Khai thị số 11. Phạm người tu hành
ắt phải lấy niệm Phật làm chánh hành, lấy trì chú tụng kinh và làm các chuyện lợi ích làm trợ hành. Chánh trợ cùng hành sẽ như thuận nước cán buồm trong biển khổ sinh tử này. Mau được vào biển Tất Bại Nhã, tức nhất thiết chí. Nếu chẳng sanh lòng tin phát nguyện cầu sanh Tây Phương, cứ niệm Phật trì chú vân vân hờ hững, thì điều chỉ thành phước báo cho đời sau mà thôi. Trì chú cố nhiên nên kiên thành khiết tịnh, niệm Phật cũng phải kiên thành khiết tịnh, nhưng tận tâm tận lực là được rồi. Hiện thời thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, trọn không có lúc nào ngưng dứt. Ấy là do hết thời chúng sanh đồng phận ác nghiệp chiêu cảm. Trong ác nghiệp chỉ có giết chóc là nhiều nhất, chỉ có giết chóc là thảm khốc nhất. Muốn cho thế đạo thái bình, nhân dân yên vui, ắt mọi người phải kiên giết bảo vệ sinh mạng, ăn chay niệm Phật thì mới là lời bàn luận giải quyết từ căn bản. Người niệm Phật ai nấy tùy phận, chuyên niệm Phật hiệu cũng được, mà kim thêm tụng kinh trì chú và rộng tu vận hành cũng được. Nhưng cho nên chọn chẳng có đầu mối thứ tự, ắt phải lấy niệm Phật làm chủ, làm chánh hành. Những thứ khác đều là khách, là chư hành thì tốt lắm. Nếu không sẽ như đãi tiền trong nhà chẳng xỏ thành chuỗi, sẽ không thọ dụng được. Cũng giống như vào biển thiếu kim chỉ nam, chẳng có gì để nương theo. Thờ tượng Phật, Bồ Tát thì tượng vẽ hay tượng khắc đều được. Chỉ cần có tượng ấy như Đức Phật thật sự, tự nhiên sẽ được phước, được huệ. Nếu vẫn coi là giấy gỗ vân vân, ắt sẽ tổn phước giảm thọ. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tám Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trầm Thọ Nhân. Khai thị số 12. Từ lão thái, dẫu uống nước pha cho hương được gia trì bằng chú đề bi, mà căn bệnh nguy hiểm được bất hẳn, đấy cũng là do lòng thành của gia quyến cảm nên. Trước kia quan chẳng trì chú đề bi, năm Dân Quốc 21 1932, quan bế quan tại chùa Bảo Quốc, mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vội đánh điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc xin quan tụng cho một chén nước đại bi. Quan liền niệm ba biến bảo cầm về uống vào, bà cụ liền tỉnh lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đến điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa. Hằng Tôn bèn không về. Có một đứa bé 9 tuổi, khi sinh ra chưa đầy 2 tháng, khắp mình sinh đầy mụn lở nhỏ, xuân đến càng thêm đau đớn. Trải nhiều năm vẫn không hết, uống thuốc cũng vô hiệu. Do vậy bèn xin nước đại bi, uống vào liền lành. Vì thế thường có người đến xin, hàng ngày nói chung phải niệm mấy biến. Về sau người đến xin càng nhiều, liền dùng một đồ lượng lớn. Năm trước tị nạn đến Linh Nham,
Thầy đương gia nói vẫn cần phải trì chú đại bi vào nước. Quan nói hiện thời không mua được bình mà cũng không có tiền mua bình, hãy nên dùng gạo để thay. Trì chú đại bi vào cho hương thì trước kia ở Bảo Quốc đã từng làm rồi, bởi lẽ đường xa chẳng thể người nước đi được, còn cho thì mọi lẽ đều không trở ngại gì. Nếu ở ngay địa phương này thì không dùng cho. Ông Tần Hiệu Lỗ ở Vô Tích bị ba thứ bệnh chữa không lành, vừa uống vừa bôi nước đại bi liền được lành, bèn quy y. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tạm Biên quyển 2, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, lá thư số 8. Khai thị số 13. Căn bệnh như ông nói đó là vì ăn nằm quá độ. Do chẳng biết đoạn dục nên thuốc men vô hiệu. Từ nay hãy nên đoạn dục, vợ chồng ngủ riêng, chẳng mấy bữa sẽ thấy công hiệu. Đôi bên đều không xem nhau như vợ chồng, mà nên xem nhau như anh em, hoặc coi như khách khứa. Đừng để cho dục niệm chớm nảy. Nếu ngẫu nhiên khởi lên dục niệm, liền tưởng rắn độc nuốt năm căn của chính mình, pháp này mầu nhiệm tột bậc. Nếu là nữ nhân, hãy nên tưởng như rắn độc chui vào nữ căn, thì dục tâm sẽ tiêu diệt ngay. Sau khi bình phục vẹn 10, hãy nên dưỡng sức thêm bao nhiêu ngày nữa, từ đấy càng phải nên điều độ, cho nên thường ân ái thì mới mong sống lâu mạnh khỏe được. Nếu chưa được bình phục 10 phần, biết chẳng được nói bệnh đã khỏe hẳn, ở chung phòng chẳng sao. Nếu như thế quyết có thể mộng chi lành mạnh được, hãy nên nói rõ lời này với vợ. Đây là để lành bệnh, chứ không phải là đoạn dục vĩnh viễn. Cố nhiên đôi bên hãy nên khuyên nhắc lẫn nhau, chẳng để đến nỗi có khi không nhìn được thì sẽ lâu lành bệnh. Nay tôi gửi cho ông một bao cho hương đại bi kèm theo thư. Cho này tôi đã dùng chú đại bi giá trị hơn 4.000 biến. Nếu có thể chí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ lành. Một bao cho này có thể pha ốm được 50-60 lần. Nếu sợ phiền phải pha nhiều lần thì có thể lấy một phần sáu lượng cho bỏ trong bát to, dùng nước sôi để pha khuấy lên, đợi cho chất cho lắng xuống sẽ gặn lấy nước trong, chúc vào trong bầu hoặc trong bình, trong vò, mỗi ngày uống 3-4 lượt. Cần phải ăn chay, hàng ngày thường niệm tín hiệu Quan Âm. Nếu thấy hiệu nghiệm lớn lao, lần sau chỉ pha lượng cho vừa đủ dùng, do giữ nước lại không thuận tiện bằng giữ cho. Sau khi lành bệnh, đem số cho còn dư treo ở chỗ cao sạch sẽ, hoặc để thờ dưới khám thờ Phật, chớ nên khinh nhờn. Nếu gặp chứng bệnh nguy hiểm liền pha uống, ắt sẽ có thể khởi tử hồi sanh. Dẫu tuổi thọ đã tận, uống vào cũng có lợi ích. Chất cho sau khi pha xong nên thêm nước vào để chát lên nóc nhà hoặc đổ xuống giếng, cho nên đổ vào nơi ô uế. Cho này so với nước đại bi có công hiệu lớn hơn, vì nước đại bi giá trị mấy chục biến hoặc mấy trăm biến
liền bị người khác muốn lấy đi. Không có nước nào để lâu hơn 3-4 tháng. Chỗ này chuẩn bị sẵn cho người ở nơi xa, chẳng thể gửi nước đến được. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tám Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Lục Bồi Cốc. Khai thị số 14. Năm nay có một cô bé 9 tuổi bị bệnh do oan nghiệp hơn cả năm. Thuốc tàu thuốc tây đều chẳng thấy công hiệu gì. Quan dạy cô bé niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, uống nước đại bi và dùng nước đại bi để rửa chỗ đau. Hơn một tuần liền khỏi bệnh. Một bé trai 11 tuổi cũng giống như thế. Làm Phật sự trong thời tai nạn cấp bách lớn lao thì càng gián tiền càng hữu ích. Vì thế mới nói, lành bệnh chẳng cần phải dùng nhiều thuốc, đến nỗi phải dùng lừa lạc đà để chở. Để cứu ngặt mà vẫn cần đến toa thuốc, phải tìm các dược liệu ngoài biển cả. Ông có biết hay chăng? Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tám Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, lá thư số 21. Khai thị số 15. Ông Tôn bị bệnh, hãy bảo ông ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xin gạo đại bi từ nơi Pháp Sư Đức Sâm chùa Thái Bình để nấu lấy nước uống. Nếu chí thành, ắt sẽ được lành bệnh. Mẹ ông Ngô Trạch Nam sắp mất, người nhà sang chùa Thái Bình thỉnh tăng chờ niệm, được thầy Đức Sâm tặng gạo đại bi. Về đến nhà, mẹ đã cứng lưỡi, chẳng thể nói năng được nữa, liền cấp tóc đem nấu lấy nước chấm vào lưỡi. Mẹ liền nói được, theo đại chúng niệm Phật. Lúc lâm chung lớn tiếng niệm được 3 câu rồi mới qua đời. Gạo ấy dùng chú đại bi giá trị hơn 10.000 biến. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tám Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên, lá thư số 5. Khai thị số 16. Do người ở quý địa trọng quốc để bán, nếu có thể dùng lòng chí thành chỉ chú đại bi vào nước sạch 108 lần, rồi dùng nước ấy để tưới lên cây quất, vừa đi vừa niệm chú vừa tưới, dầu quất có sâu quyết cũng chẳng đến nỗi quá đáng. Nếu cực kỳ cung kính chí thành, sâu sẽ không sanh nữa. Nếu chẳng biết chỉ chú đại bi thì niệm chú chuẩn đề hoặc chú vận sanh hoặc tâm kinh đều được. Nếu hoàn toàn chẳng biết, chỉ chí thành niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát 10.000 tiếng. Trước hết cúng sẵn 1 chén nước sạch, niệm xong bèn đem tới cây để rưới. Lúc đem đi tưới thì vừa đi vừa niệm. Đến chỗ trồng cây thì vừa đi vừa niệm vừa tưới. Nếu chịu hàng ngày thường niệm hoặc niệm chung quanh vườn cây, cây ấy nhất định xung xuê lắm trái. Người trong thế gian chẳng biết đạo, chỉ biết lợi. Nếu có thể ý theo điều này, quốc chẳng sanh sao bò, sai quả, thì ai nấy đều chịu niệm. Nếu có sâu, khó thể chẳng bắt, phải làm sao cho sâu đừng sanh sản, thì mới là cách giải quyết căn bản.
chữ sâu bọ đã sinh sôi mà chẳng bắt, chắc chắn sẽ không thể làm được. Phàm chuyện gì thuận theo tình cảm của con người thì mới dễ theo, nếu trái lòng người họ sẽ không theo. Ông hãy làm theo cách này trước, nếu thật sự linh nghiệm thì sau đó sẽ đem cách này khuyên khắp cả làng. Cả làng sẽ đều cùng được thấm nhuần sự giáo hóa của Phật. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trác Chí Lập, lá thư số 4. Tổ sư Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lỡ thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính, thì chỉ kết được cái duyên xa, khó được lỡ thật sự. Nếu còn khinh nhờn, sẽ mắc tội vô lượng. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết, ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sách mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thúc lời khẩn thiết, khen người tác giả vận tâm cụ thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch, chống văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đúng quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hạnh như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu một chữ, điều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dày rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ theo đúng pháp vẫn làm, hãy nên thường khơi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại, để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong,
thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ. Liền viên người không biết chữ mà phương tiện giữ nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Kệ tu trì giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ẩn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hay nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Kệ viết chinh vách quan phòng chùa Báo Quốc ở Tu Châu. Năm Dân Quốc thứ 24, 1935. Sống uổng 70 năm, tháng ngày chẳng còn mấy, như tù dẫn ra chợ, mỗi ngày gần cái chết. Tạ tuyệt hết thảy sự để chuyển tu tịnh nghiệp, nếu hiểu lòng ngu thành mới là chân liên hữu. Quy tắc tu học. Lời chỉ dạy của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải chinh kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn việc tốt đẹp cho người. Khi tĩnh tọa thường nghĩ tới điều lỗi của mình, lúc nhận đàm đừng bằng đến điều sai trái của người. Lúc đi đứng nằm ngồi, ăn mặc từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn, hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đạo tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn những hình ảnh tốt đẹp, đừng nên nhìn những hình ảnh xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người đều là Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như những điều kể trên, thì nhất định được sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Tổ sư Ấn Quang khai thị: niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh, núi khê niệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chẳng quý cũ, toàn thể hay tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, sớt nghĩ thân này sắp chết. Chuyện tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Giáo, lý, hành, quả là cương tông của Phật Pháp. Nhớ Phật, niệm Phật thật là đường tắt để đắc đạo. Xưa kia tu pháp nào cũng đều đủ cả bốn điều này, nhưng trong hiện thời nếu bỏ tịnh độ thì chứng quả hoàn toàn không có. Bởi lẽ cách thánh đã xa, căn tánh con người tệ kém, không kỳ vào Phật lực quyết khó được giải thoát. Chủ thích: cương tông là cương lãnh và tông chỉ. Cách thánh là ý nói cách Phật
cách Bồ Tát và thanh chúng đã lâu. Như Pháp Môn Tịnh Độ vừa nói đó, nhiếp khắp các căn thường trung hạ, cao vượt trội giới giáo thiền tông. Thật là chư Phật tâm bi triệt để, chỉ cho chúng sanh thể tánh vốn sẵn đủ, gộp tam thừa ngũ tánh cùng về tịnh Phật, dạy thượng thánh hạ phàm cùng chứng chân thường. Chúng sanh trong chính pháp giới liệt khỏi pháp này, trên thì chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bộ pháp này, dưới thì chẳng thể lợi khắp mọi quần sanh. Do vậy, vạn thánh tiền hiền ai nấy đều hướng đến, ngàn kính muôn luận chúng chúng chỉ quy. Kể từ sau Hoa Nghiêm dẫn về pháp này, các đại Bồ Tát trong tận mười phương thế giới hải, không ai chẳng cầu sanh. Kể từ lúc diễn thuyết tại Kỳ Viên đến nay, phàm mọi chức thuật dù Tây Thiên hay Trung Độ, cuối cùng đều kết quy liên bang. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 1, thư gửi Hòa Thượng Thế An chùa Đại Hương Thiền, lá thư số 1. Trân trọng cung kính pháp bảo, hết tập 1.